Nam Anh hết lời khen Bùi Hữu Cường đã cứu nam em, đùng một cái lại bị tố bỏ em gái một mình ở bệnh viện. Mình cảm thấy rất là biết ơn nhờ anh này mà bù đắp lại cảm xúc mà bạn ấy đã thiếu trong quá khứ. Có những người ví dụ như nói ngay đi, chị ruột nam em đi, cũng muốn lỗi cũng chả được như nam em đâu, làm sao mà được, khó lắm. Alo, bạn nói gì vậy? Những ngày đầu nam em công khai chuyện tình cảm, Nam Anh rất ủng hộ. Cô cũng từng hết lời khen ngợi bạn trai của nam em. Cô nàng cảm thấy rất là biết ơn vì nhờ anh Cường mà cô đã không cần phải lo cho em gái nhiều hơn. Anh Cường giống như một người ba của nam em vì đã giúp người đẹp được bù lại cảm xúc thiếu trong quá khứ. Nam Anh chia sẻ, dấu ấn đầu tiên khi gặp người này là thấy anh có hiểu biết sâu rộng. Khi dành thời gian nhiều hơn để nói chuyện thì sẽ thấy đây là một người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Một người từng có quá khứ nóng nảy như vậy nhưng giờ đây điềm tĩnh, làm lại cuộc đời, là một người tốt thì cô phải ghi nhận hơn là chỉ trích họ. Nam Anh cũng từng đăng một bài viết trên mạng xã hội chia sẻ tôi là người trong gia đình, là khán giả, tôi thấy câu chuyện của họ rất truyền cảm hứng. Tôi không quan tâm quá khứ anh Cường là ai, tôi chỉ nhìn vào hiện tại và biết ơn người cứu em tôi chính là ông ấy. Người mà cứu nam em những lúc mà chỉ có chúng tôi biết chính là ông ấy. Nam em vật lộn trong chính sự mệt mỏi của mình bởi những tâm lý tổn thương từ rất nhiều thứ, chính là ông Cường cứu em tôi. Tuy nhiên, được một thời gian thì cặp chị em có xào xáo. Nam Anh chuyển ra ở riêng và tố Bùi Hữu Cường kiểm soát nam em. Sau đó nam em đăng đàn ẩn ý được tự do khi tìm quản lý mới thì Nam Anh cũng chúc mừng. Về phía nam em thì cho biết, nói chung là trong gia đình, lâu lâu cũng phải có xào xáo vậy mới gọi là gia đình. Phải có sự xào qua xáo lại thì nó mới được, chứ gia đình mà gặp mặt cười đùa rồi đường ai nấy đi thì nó không có nên chuyện. Đó là mới gia vị cuộc sống, chị em cô vẫn rất yêu thương nhau, vẫn bình thường, chỉ là lâu lâu nói vậy thôi chứ vẫn yêu thương nhau lắm. Nam Anh đang đi tu rồi, nếu mà Nam Anh ngày hôm nay không đi tu á, là ta sẽ đi khui câu chuyện của Nam Anh ra. Biết mình sai, sửa sai là ta ghi nhận, cho dù là chị em làm sai là phải gánh nghiệp, hậu quả. Đối lập với nam em thì anh Bùi Hữu Cường tố người đẹp bỏ mặc em gái tại bệnh viện vứt em ở bệnh viện. Khi đó tôi không phải lên sở thì tôi đã ở đấy rồi. Chị ruột đấy chửi nam em một lúc xong bỏ nó ở bệnh viện một mình. Tôi cũng không muốn nhắc lại cái câu chuyện này, tôi cũng không lôi lên đây. Thì tôi cũng giật mình bởi vì cùng người nhà, cùng ở nhà đã nghe ví dụ nam chị bảo tôi là tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nay dân tình thấy nam anh không hoạt động showbiz nhiều. Nam em và bạn trai thì lên Đà Lạt sống trừ bán nước hoa. Cả hai cho biết họ có nhà mặt phố nhưng lại thích sống bờ sống bụi. Sống bằng nguồn tiền gì vậy anh? Bằng nguồn gì thì còn lâu anh mới nói. Hết tiền ra mà ăn giá với chúng vậy, đúng rồi đấy mà. Ngày nào anh cũng hết tiền ăn giá với chúng nhất. Bán 199 lãi 150. Vậy thì bạn đổ nước lọc vào mà bán. Bạn nhá, bạn có biết làm kinh tế không? Còn bạn thấy sao về việc Nam Anh từng khen và sau đó lại có phản ứng trái ngược với bạn trai nam em? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!